đánh cái này là không được thì đánh người ta là quá tay chị làm rồi đánh cái đẹp ơi chị phải thả ra chạy lại lên đi tao làm cho hai rồi ơi tao mấy cây đi lại rồi bố là cái đau hồn chị xấu ít đó rồi rồi thì ngồi xuống mình tỉnh đi bỏ anh ơi bỏ anh ơi đánh gì đâu bỏ anh ơi mà đem đi ngon thì bảo mẹ thôi. Ôi trời ơi, đánh tôi, trời ơi. Ông ơi, lấy tay tôi rồi, trời ơi. Ôi trời ơi, lấy tay tôi rồi, trời ơi. Thằng chó kia đánh tao lấy tay rồi, trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi thằng này đánh tao. Mày đem đi, mày cũng đem gì đi mà để cho tao biết mặt mày. Trời ơi. Ôi cứu tôi với, bà con ơi. Nhốt tao vào đây, mời mẹ để con tao. Ôi trời ơi. Mày đánh con tao rồi đấy. Mày tao về đây, và ai dưới luôn xuống đây cho tao. Tao tự mua về, không ai tao về. Nếu mày quay lên mặt tao lại dí vào luôn đây này. Chúng mày làm ăn ăn đặc cướp của nhà tao rồi đấy. Vào về đây cho tao. Về ra cho tao đi. Mày ngủ chứ. Mày tao về đây cho tao. Mày đánh ai? Mày đánh đi! Mày đánh đi! Mày đánh đi! Mày đánh đi! Mày đánh đi cho bố mày đi về! Hả sao? Mày đánh bố rồi đúng không? Có đang nào phải không? Ai đánh gì đâu? Thằng này đánh tao rồi đấy! Mày bắt tao này! Mày giới chứng cứ chưa? Bố mày cũng cần đánh tao đấy! Mày đánh bố đi! Bố không tay bố mày này! Bỏ đây! Sợ cái gì? Nó biết tôi ý là anh như thế nào? Có tả vẽ cho tôi không? Có tả vẽ cho tôi đi không? Hay là chờ mày có tả vẽ tao không? Mày có tả vẽ tao không? Tả anh đi cho tao làm sao đi không? Mày tả tiền vẽ cho tao luôn. Mày tả lại luôn cho tao. Nhớ mày tả luôn đây. Tả kéo em đi thôi nhá. Kéo bao giờ có đi cái hãng này của mày nữa. Mà gắt cái loại này tao kéo bao giờ mà có đi nữa không? Tao cũng hát hát đi đúng không? Mày chịu vô phòng làm việc với chị, bình tĩnh đi. Em rất bình tĩnh, nốt em ngồi trong cái phòng nốt em ngồi trong đây, thằng sách con này của bác này đây này. Bình tĩnh đi chị. Anh cứ đánh em làm gì hết chưa không? Mày cơ quan hỏi đấy chị. Thằng này nó đánh em. Thằng này nó đánh tôi. Hả? Thằng này nó đánh tôi từ nãy đến giờ. Nó đập vào đầu tôi với cái rồi đấy. Bây giờ. Thằng này nó đập tôi. Nó đập tôi này cũng khỏi này, nó đánh tôi này. Bây giờ mày. Thằng này nó đánh tôi. Mẹ đánh tao. Mày nhớ đấy mày.